Tuyển thủ Lot 21 đến từ đội tuyển Lào đã thành công hạ gục 3 thành viên của Poco Star tại game thi đấu thứ 2, ngày thứ 5 vòng bảng knockout. Vậy Lào 21 đã làm điều đó như thế nào? Sau đây là video phân tích chi tiết màn gần 3 mãn nhãn của Lot 21. Việc Lot 21 tiếp cận vị trí 3 thành viên của Poco Star là để hỗ trợ Kaoan 7. Kaoan 7 sau khi bị hạ gục đã giao tiếp và đưa rõ thông tin cho Lao 21 rằng một người chơi của Poco đã ngã xuống khỏi vách đá và có một người chỉ dùng đúng khẩu lục G18. Với những chi tiết đó có thể bỏ chạy nhưng anh ta lại chuyển sang tấn công. Màn trình diễn còn lại hoàn toàn là kỹ năng. Lao 21 đã tận dụng triệt để lần lướt cuối cùng của kỹ năng chủ động Tatsuya, kết hợp thêm kỹ năng bị động của Antonio và Shani để có thêm cho mình những lượng giáp ảo cần thiết. Lot 21 đã nhắm vào 18D bên ngoài ngôi nhà đầu tiên. 18D đã rất cố gắng nhưng bom keo không thể bảo vệ anh ấy. Lim thì cố gắng cover cho D nhưng đã quá muộn và phải vào nhà. Phải Z cố gắng tìm kiếm cơ hội qua cửa sổ nhưng anh ta mới là người bị Lot 21 cho ăn headshot. Nhìn lại vào người bị knock out đầu tiên là 18D. Lot 21 không gạt anh ta mà thay vào đó sử dụng 18D như một bậc thang để nhảy qua khỏi bom keo để tiến vào ngôi nhà. Sau đó loại bỏ người chơi cuối cùng của Poco là Lim trong một nốt nhạc mà thôi. Lot 21 là người chơi thông minh và phản xạ rất nhanh. Việc sử dụng 18D để nhảy qua khỏi bom keo là một quyết định phi thường. Bên cạnh đó, kỹ năng của Lot 21 cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng để thực hiện được những pha highlight cân ba đầy thuyết phục. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo để phân tích thêm nhiều những pha xử lý đỉnh cao của các tuyển thủ quốc tế nha.